Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Siêu Cỏ Hải Dương. Và hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những thông tin mà bọn em cập nhật về mới nhất theo ngày tháng. Như trên màn hình quý vị và các bạn đây, là em muốn giới thiệu cho quý vị tất cả mọi người biết một cái dòng xe, đó chính là Kia Forte được sản xuất năm 2010 mà bọn em đang giao bán tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bọn em nhận mua và bán tất cả các loại ô tô cũ từ 2 đến 7 chỗ các loại, và bọn em mua tận nhà từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến ngoài miền Bắc. Và em sẽ tập trung giới thiệu về chiếc Kia Forte này một chút. Thì Kia Forte thì nó có rất là nhiều phiên bản khác nhau, nó tới 3 phiên bản. Và phiên bản thiếu nó là phiên bản mà không có 2 tiêu khí và không có 6 số và không có cửa nóc. Thì phiên bản như trên màn hình chúng ta đây là một phiên bản thứ hai, đó chính là phiên bản 6 số và số sàn. Và chiếc xe này nó có cả cửa nóc. Các bạn có thể hình dung ra được một mẫu xe Kia Forte chạy rất là bốc và nhìn form dáng rất là giống như Kia Sedato và dựa dòng nhà Kia thì nó rất là khá là giống nhau. Thì về cơ bản thì cái dòng xe này thì lại vượt trội hơn cái mẫu xe Toyota Vios ở về mặt thiết kế, và những cái phần cái chức năng của nó sẽ vượt trội hơn rất là nhiều. Phần thứ hai đó chính là máy sẽ bốc và khỏe bền hơn Vios rất nhiều. Cái thứ ba mà chúng ta nên chọn cái mẫu xe Kia Forte là mẫu xe đi gia đình, hoặc cũng thể là một mẫu xe chạy dịch vụ, hoặc là có thể mua về để chạy xe hoa, thì mẫu Kia Forte này nó rất là hợp lý để cho anh em mua về để sử dụng với mức giá là 345 triệu đồng đang giao bán tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một chiếc xe hoàn toàn và cam kết với tất cả mọi người là không có đâm đụng và không hề ngập nước, và một chiếc xe vẫn còn nguyên bản đến từng con ốc, và máy móc thì chưa ra bất cứ một con ốc nào. Thưa quý vị và các bạn, sơn xi rất là sạch sẽ và anh em mua chiếc xe này về gần như là không phải đụng chạm gì dù là nhỏ nhất trên chiếc xe, không phải sửa chữa bảo dưỡng tất cả một cái gì cả, chỉ sẵn mua về sử dụng và sang tên tất cả mọi thứ là xong. Và chiếc xe em bán với mức giá là 345 triệu Kia Forte sản xuất 2010 và một số lùi là 6 số tiến. Vâng, một cái mức giá có thể nói là cạnh tranh trực tiếp với Honda Civic sản xuất 2009 và Vios 2010, thì Kia Forte nó lại mang lại cho mình được những cái nét đẹp riêng của nhà Kia. Các bạn có thể để ý được là trên chiếc xe có trang bị rất là nhiều đồ hệ thống thông minh, ví dụ như phanh ABS, trang bị 2 túi khí, 6 số, cửa nóc, điều hòa auto, màn hình VCD, 4 tổng nâng hạ kính, gương cụp xòe tích hợp xi nhan, tất cả mọi thứ đều rất là ổn định trên mẫu xe Kia Forte này. Phần mặt đầu xe thiết kế với kiểu dạng lưới tản nhiệt của con hổ, cho nên là nhìn nó sẽ hầm hố hơn rất là nhiều so với tất cả những cái dòng xe mà tầm phân khúc xe gia đình khác. Thì đây là một mẫu xe khá là hợp lý để cho anh em có thể lựa chọn, bằng la răng đúc 10 lan và tất cả những cái hệ thống và những cái đường dây ống nhỏ nhất trên chiếc xe này hoàn toàn còn nguyên vẹn theo xe. Có thể nói mẫu xe này thì khi chúng ta ngồi lên chiếc xe này, chúng ta sẽ chạy được một cái cảm giác, đó chính là gì? Đó chính là chạy rất là bốc. Cái thứ hai là êm và cách âm được tuyệt đối hơn là Toyota Vios và Honda Civic, đó chính là Kia. Cái thứ ba là chất lượng tôn của dòng xe Kia thì các bác biết rồi. Ngay như những chiếc xe mà đời cũ, ví dụ Kia CD5 hoặc Kia Pride, thì nó chính là những cái gì nó vượt trội trên những dòng xe này. Các bác có thể để ý được là màu bạc nhìn Kia Forte mà màu bạc này nhìn nó rất là sáng, rất sạch sẽ và nhìn nó sang trọng. Và mặt bảng đồng hồ của Kia Forte nó thiết kế với ba cái vòng tròn độc lập nhìn vô cùng đẹp, và tất cả những cái đồ nhựa trên xe còn gần như là rất là nướt. Các bác yên tâm khi mua chiếc xe này về thì các bác gần như là không phải động chạm, không phải làm gì bất cứ một cái gì nhỏ nhất trên chiếc xe, mà các bác hoàn toàn đi yên tâm tất cả mọi thứ. Như trên màn hình các bác có thể nhìn thấy được những cái núm tổng nâng hạ kính và kể cả những cái núm tích hợp giải trí âm thanh ở trên vô lăng thì gần như nó không bị mòn đi một chút nào cả so với theo năm tháng là sử dụng 8 năm tuổi. Và chiếc xe này thì các bác nhìn thấy được là điều hòa auto nhìn rất là bắt mắt, thiết kế theo kiểu đúng nhà Kia Forte, và chiếc xe chạy chuẩn là 10 vạn xịn, thưa quý vị các bạn. Không tua tác gì cả, chạy chuẩn vạn xịn luôn. Con xe gần như là chúng ta nhìn thực tế thì nó còn đẹp hơn cả trong hình ảnh cái clip mà em đăng như thế này. Thì các bác có nhu cầu mua thì hãy liên hệ em theo số điện thoại 0966668121 và xem xe tại ngã tư An Sương, hoặc các bác có thể đến bến xe An Sương
quận 12 thành phố Hồ Chí Minh để em có người ra đón tận nơi các bác, để các bác có thể cảm nhận được trực tiếp chiếc xe này tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Và như chiếc xe như em đã nói thì cam kết với tất cả mọi người là chiếc xe hoàn toàn là không đâm đụng, không ngập nước. Và thứ hai, không chạy dịch vụ, không chạy taxi. Cái thứ ba là vòng cái gọi là cái km thì hoàn toàn là chuẩn, là 10 vạn xịn, không thua tác gì cả. Và máy móc khẳng định với tất cả mọi người là còn nguyên zin từng con ốc một, hoàn toàn đã chưa tháo ra bất cứ một lần nào. Và cho đến thời điểm hiện tại thì chiếc xe còn có cả bộ ga da xịn thì hoàn toàn là nguyên bản theo xe và chưa được thay thế và bọc lại bất cứ một cái gì trên chiếc xe này. Vô lăng của dòng Kia Forte thì nhìn cái được đó chính là rất đẹp, vô lăng theo kiểu giống như kiểu dạng bọn Kia Cerato, nhìn cũng dựa dựa như vậy mà thôi. Trên cái bảng đồng hồ của chiếc xe này khi chúng ta đi về ban đêm thì nó sẽ có những cái đèn len tét màu đỏ, nhìn rất là bắt mắt và nhìn rất là đẹp, rất là cuốn hút đối với dòng xe Kia Forte này. Các bác nhìn thấy được là không gian của Kia Forte thì nó khá là rộng rãi, đủ để cho 5 người ngồi với cái tư thế ngồi vô cùng thoải mái trên mẫu xe Kia Forte. Thiết kế cái phần nhựa của xe không khác gì Mazda 3, Mazda 6. Cái phần nhựa của xe nó thiết kế cũng y như vậy. Cái chất lượng nhựa của dòng này thì chúng ta sẽ không bàn thêm gì nữa. Khả năng đối với chiếc xe này chúng ta vẫn còn đi ổn định tầm khoảng 10 năm quay đầu nữa thì hoàn toàn vẫn còn rất là ok. Gương chỉnh điện, rất là nhiều những hệ thống thông minh khác thì bọn em chưa cập nhật được hết trên cái mẫu xe Kia Forte này. Thì các bác có nhu cầu thực sự thì các bác hãy liên hệ trực tiếp. Và xin trân trọng cảm ơn.